bao giờ nghe đến thực đơn giảm cân 13 ngày của phi hành gia hay chưa? Liệu rằng chế độ ăn kiêng này có phù hợp với người bình thường hay không? Năm 1960, thì NASA đã xây dựng một chế độ ăn uống đặc biệt nhằm tối ưu hóa dinh dưỡng và hạn chế các vấn đề liên quan đến dạ dày. Nó được gọi là thực đơn giảm cân 13 ngày của phi hành gia. Và thật bất ngờ, bởi với phương pháp ăn kiêng này thì bạn hoàn toàn có thể giảm được 9-10kg trong vòng 2 tuần. Đây được xem như là chế độ ăn uống ngắn ngày mà chị em không nên bỏ lỡ nếu muốn giảm cân cấp tốc. Vậy thì hãy cùng Blog News đi tìm hiểu về thực đơn đặc biệt này nha và những điều cần lưu ý cần thiết khi áp dụng phương pháp giảm cân này nha. Vì sao thực đơn giảm cân 13 ngày phi hành gia lại hiệu quả? Được biết, các chuyên gia dinh dưỡng của NASA đã nghiên cứu ra chế độ ăn dành cho các phi hành gia từ những năm 1960. Các nhà dinh dưỡng và các nhà khoa học thực phẩm đã thử nghiệm các cách để giảm lượng khí sinh ra trong dạ dày của các phi hành gia. Vì khí thừa trong không gian có thể làm đảo lộn sự cân bằng tinh tế của bầu không khí ở bên trong một trạm không gian. Các vấn đề về tiêu hóa có thể được giảm thiểu bằng cách chọn các loại thực phẩm mà tạo ra rất ít khí khi chúng bị phân hủy trong dạ dày. Thực đơn giảm cân 13 ngày của phi hành gia thì hoạt động theo cơ chế thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Khi áp dụng chế độ ăn kiêng trong thực đơn giảm cân 13 ngày thì bao gồm các nguyên tắc ăn uống nghiêm ngặt, cung cấp khoảng 500 calo cho một ngày cho cơ thể và tăng cường bổ sung protein, song song với đó là cắt giảm chất xơ, carbon hydrate trong khẩu phần ăn hàng ngày để có thể giảm 10kg trong 13 ngày một cách nhẹ nhàng. Thực đơn giảm cân 13 ngày phi hành gia được áp dụng như thế nào? Chế độ ăn uống của các phi hành gia khá nghiêm khắc, bao gồm hầu như các sản phẩm chứa protein, các thực phẩm chứa chất xơ và carbon hydrate thì được giảm thiểu đáng kể. Ngoài ra, để giảm cân khi áp dụng theo chế độ ăn kiêng của các phi hành gia này thì bạn cần phải giảm ăn các loại thức ăn mà có chứa lượng calo cao. Các thức ăn có chứa protein cao thì sẽ góp phần thúc đẩy giảm cân nhanh chóng mà không gây hại cho cơ bắp của bạn. Trước hết là những thực phẩm không được sử dụng trong 13 ngày này. Thứ nhất, nước ép hoa quả, nước có ga, bởi vì những loại nước uống này có rất nhiều đường. Thứ hai, đồ uống có cồn, vì trong đồ uống này có nhiều calo. Thứ ba, đường và muối, vì nó khiến cơ thể bạn trữ nhiều nước. Thứ tư, khoai tây, cà rốt, củ cải đường, bởi vì những thực phẩm này vốn nhiều đường và chất béo. Cơm, bánh mì, ngũ cốc, bởi vì những thực phẩm này chứa rất nhiều carbon hydrate. Và thực phẩm mà không nên sử dụng trong 13 ngày này có thịt sông khói. Tránh ăn các sản phẩm này bởi vì vốn dĩ nó đã không tốt cho sức khỏe của bạn, nên với phương pháp này càng cần phải hạn chế nha. Các thực phẩm bạn nên ăn nhiều trong thực đơn giảm cân 13 ngày của phi hành gia, đó là các thực phẩm được khuyến khích bao gồm trứng, nấm, cá, thịt gà, cà chua, dưa chuột, rau diếp, cải bắp, bông cải xanh, súp lơ, đậu xanh, bí ngô, xà lách, phô mai, đậu phụ và các loại hạt, sữa. Lưu ý khi áp dụng chế độ ăn giảm cân 13 ngày phi hành gia. Chế độ ăn kiêng của phi hành gia kéo dài trong 13 ngày, sau đó thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng lại nếu như chưa đạt được cân nặng mong muốn. Thứ hai, nếu sinh sống trên trái đất mà chỉ bổ sung 500 calo cho một ngày, như các phi hành gia thì nguy cơ thiếu hụt năng lượng là rất cao, bởi người trưởng thành trung bình thì cần từ 1.800 đến 2.000 calo cho một ngày. Nếu không cung cấp đủ năng lượng thì quá trình trao đổi chất chắc chắn bị ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, bạn hãy linh động thay đổi thực đơn giảm cân sao cho phù hợp với thể lực và nhu cầu dinh dưỡng của mình nha. Thứ ba, việc đun nấu thức ăn theo thực đơn đã được tối giản hóa. Đồ ăn được chế biến đơn giản như là luộc hoặc là hấp. Đặc biệt, hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu. Bạn có thể thay thế dầu ăn thông thường bằng dầu ô liu. Thứ tư, xây dựng thói quen sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya. Thực đơn dành cho phi hành gia được đánh giá là khá khắc nghiệt. Do vậy, bạn không nên duy trì thường xuyên. Tốt nhất, sau 13 ngày thực hiện chế độ ăn kiêng này, thì bạn quay trở lại chế độ ăn bình thường. Hoặc nếu muốn, tiếp tục xin đợi 2 tuần sau đó. Và sau đây là mẫu thực đơn giảm cân 13 ngày phi hành gia phù hợp với người Việt Nam để bạn có thể tham khảo. Bữa sáng thì kết hợp trứng với nấm hoặc là cà chua, uống cà phê hoặc là trà không đường. Bữa trưa, thịt lợn với rau diếp, canh rau hoặc là gà nướng với salad, hoặc là salad trứng với canh cà chua. Bữa tối, thịt gà với đậu xanh và bông cải xanh, hoặc là cá hấp
với canh nấm. Hiệu quả giảm cân thần tốc của thực đơn giảm cân 13 ngày của phi hành gia là điều không thể phủ nhận. Chế độ ăn kiêng này thì ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Đã có không ít chị em chia sẻ trên các diễn đàn mạng sau khi áp dụng thành công phương pháp này. Tuy nhiên, khi đã đạt được con số cân nặng mong muốn, bạn không nên tiếp tục áp dụng chế độ giảm cân này. Thay vào đó, hãy xây dựng một chế độ ăn uống khoa học hợp lý. Cùng với đó là kết hợp tập luyện hàng ngày để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng của mình nhé. Vậy là Blog New đã chia sẻ đến các bạn thực đơn giảm cân 13 ngày của phi hành gia có thể giảm tới 10kg trong 13 ngày. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về chế độ giảm cân này thì có thể để lại bình luận ở dưới video này nhé. Chúng mình sẽ rất vui lòng để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.